Rồi vô rồi. Quay đầy vòng luôn à. Đây nè. Bằng mướn xong rồi người ta hết hết mướn mình bằng cái đầu cái mình sang đi bắt nhái luôn nghe. Nó rất là đơn giản cô bác anh chị. Đây là cái đầu người ta gọi đầu này là gọi là đầu chụp. Đầu chụp. Để chụp mấy con đúng, nhái. Đúng rồi. Đây, con nhái ra đây thì chị sẽ thả nó ra đây. Cũng gắng cố gắng tại vì mình hứa chúng người ta gắng, bỏ nghề rồi. Bỏ nghề không có tái diễn nữa. Dầu cho có lời lỗ hay thất bại gì không cần biết mà bây giờ mình đã là hứa với người hứa ta. Hứa người ta rồi bỏ nghề không có tái diễn nữa. Có ăn hay là không có ăn gì cũng ôm bụng mà chịu chứ không lẽ giờ hứa rồi muốn giờ bỏ nghề rồi. Mà giờ không lẽ lỗ lã rồi giờ không lẽ nghĩ cái đó rồi chuyển qua cái chuyển khác, cái khác là ta coi ra cái gì. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn hẹn gặp vợ chồng của anh Nam với lại chị Trinh. Lý do là gần nhà của chị á, Bùi Hồ lại sợ cái tiếng nhạc nó sẽ lắng ngát cái tiếng nói. Nên hẹn gia đình anh với chị lên đây cũng như sau khi đưa rước hai bé đi học về á để mà trao đổi sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh và chị trong thời gian sắp tới một phương án như thế nào. Thưa với anh với chị là ở trong đoạn video clip trước á thì Mạnh Thường Quân cũng có trao đổi với em rằng là nếu như mà anh chị chấp nhận bỏ cái nghề nghề sát sanh bắt nhái thì anh với chị sẽ chuyển sang một cái nghề khác thì em không biết là khi nghe vậy đó thì em có trao đổi với Mạnh Thường Quân thì em không biết thì khi mà mình bỏ cái nghề đó thì mình sẽ tìm cái nghề gì nó sinh sống nó sẽ phù hợp hơn ha chị ha. Buôn bán đồ kia cưng. Dạ hả? Buôn bán đồ kia. Buôn bán nhà mình rau cải đồ kia. Rau cải. Có nghĩa là anh và chị đi chung buôn bán hay sao? Không, ổng ảnh đi riêng, chị đi riêng. Hai người hai chiếc xe. Dạ. Chị trước giờ có buôn bán chưa? Có. Có rồi hả? Mà buôn chị bán hàng bông á cưng. À em biết rồi, có nghĩa là dưa leo, khổ qua rồi cái gì? Dạ. Thì chị bán được nhưng mà chị chạy xe được không? Chị đâu biết chạy xe đâu. Rồi đi bán bằng xe đẩy thôi. Xe đẩy. Còn anh? Ảnh thì chạy xe được. Anh Nam chạy xe được hơn nè. Được. Anh chạy xe ba gác, xe đẩy đâu được không? Xe ba gác có chạy rồi, chạy được. À. Nó chủ yếu mà nhờ đi bán đường xa đồ đi nó cũng tiện dễ lắm. À bán dừa rồi vậy hả? Dưa hấu rồi hả? Lấy đồ nó cũng nhiều mà đi đường xa đồ bán cũng ngon lắm. Thì em lo ngại nhất đó là cái vấn đề sức khỏe của anh. Thì tại vì bán hàng bông nếu như mà anh với chị mà cùng nhau đi bệnh viện để mà săn sóc sức khỏe cho anh á thì những ngày mà bán rau củ nó không hết thì như thế nào? Anh chị có suy nghĩ đến cái vấn đề đó không? Có chứ. Thì nó sẽ, chị sẽ xử lý như thế nào? Thì cũng bán rẻ cho người ta thì bán rẻ chút đỉnh cho người ta thì cũng hết trơn à. Chứ mình bán vốn lại cho người ta vậy đó. Mà trước đây á thì chị buôn bán lâu không chị mới chuyển sang nghề bắt nhái? Buôn bán cũng đâu có bền đâu cưng. Tại vì buôn bán mới có 1 tháng mấy 2 tháng à. Chị hỏi tiền góp tiền tháng luôn kia đó. Ăn trong đó đó góp cho người ta đó sao chị chịu nổi. Thì lúc, chỉ có mình vậy. Lúc đó thì cái vốn của chị sao? Cái vốn để mà mình buôn bán nhiều không? Cũng ít cưng. Mà có cái ấy rồi chị hết nổi rồi chị mới sang đi bằng mướn luôn kia. Rồi bằng mướn xong rồi người ta hết hết mướn mình bằng cái đầu cái mình sang đi bắt nhái đồ kia. Mới có chút đỉnh đồ kia cho mấy nhỏ đi học chứ đâu có tiền số tiền nhiều đâu. Nhưng mình bắt chút đỉnh thôi chứ đâu có bắt nhiều đâu, có đồ nhiều. Còn anh Nam có chấp nhận là nghỉ để mà chuyển nghề không hay như thế nào? Thì bây giờ cái chuyển nghề ấy, thì cũng ham lắm. Mà bây giờ là chờ hết tuần này đi vô ngoài cho bác sĩ khám lại nếu mà lên ca mổ ổn định rồi đó là có thể bỏ nghề được. Tại bây giờ mình bác sĩ nó còn ấy tới cái lui thành ra đâu có đi được. Chưa, cái dừa cái đồ thì không có sợ hư rồi đó, để đó tầng hai tầng cũng không có sao nữa.
Mà bây giờ thí dụ giờ đi bác sĩ thì mình bệnh thì bác sĩ cũng cho ngày mình ra thí dụ tái khám hay là lãnh thuốc hay là lên ca mổ thì sao á, thì nó cũng cho mình biết chứ. Thì bây giờ thứ hai nè, như đi ra ngoài nó tái khám lại nè, nếu mà nó khám hết tổng quát nếu mà ổn định á, là nó cho lịch là có ngày định ngày mổ. Còn cái hứa bỏ ngày á, thì nếu mà đi khám bệnh gì rồi cái nó ông nó ổn định cái chuyện đó rồi đó, thì nếu hứa bỏ ngày là phải bỏ ngày đó. Chứ không phải mà hứa dốc hứa láo được. Em có chia sẻ như thế này, mỗi người sinh ra đều có một cái nghề để mà mình sinh sống. Và thậm chí là cái nghề đó là mình không muốn nhưng mà mình bắt buộc phải làm vì cái cuộc sống đúng của mình rồi. Đôi khi mình biết cái nghề đó là tội nhưng mình vẫn phải làm, vì mình không làm thì lấy tiền ra đâu ra đời sống. Thậm chí là em biết được rằng là cái việc mà bắt nhái của chị trong đêm đó, nó không có tốn cái vốn mà chỉ sức cái công để mình đi bắt để mình bán lại thôi. Nhưng mà nó sẽ trong luật nhân quả ở nhà Phật á, tại vì anh chị thì theo đạo Công giáo mà, đúng không? Ở nhà Phật thì có nhân thì có quả, gieo nhân nào gặp quả đó. Đúng rồi. Thì mình gieo nghiệp sát sinh thì mình sẽ gặp những cái, đôi khi những cái chuyện nó sát sinh mình không có biết được. Và nghề của chị á, thì em không dám ép gần, sẽ hỗ trợ tiền cho chị để mà chị bỏ nghề. Tuy nhiên duyên nghiệp của mỗi người đến đó nó sẽ tự khắc, nó sẽ tự chuyển. Thì em hỏi thật ha, tại vì em cũng gặp được một số trường hợp là cũng như là sợ rằng á, là thấy người ta hỗ trợ tiền rồi sẽ bỏ nghề để mà hứa để cho qua lo thôi, rồi sau thời gian nó chuyển lại làm cái nghề cũ thì nó rất là tội. Lời hứa nó quan trọng, đặc biệt là đối với những cái nghề mà đúng rồi, lời hứa là quan trọng. Những cái nghề sát sanh như thế này không, sát sanh là tội lắm. Dạ. Chị biết chứ. Dạ. Chị thì... biết chứ, chị con cũng có đọc qua cái đó rồi nhưng mà dạ. Không có, tại vì á bên cha chị á là ngoại nhiều. Ngoại nhiều lắm. Cha chị là đạo chánh cống. Còn ông nội chị là người ngoại đạo. Ở trong vòng bà con của cha chị nhiều lắm. Thật ra thì vườn hồ ở đây nó không có phân biệt đạo nào hết. Đạo nào cũng đúng hướng rồi. Đến cái thiện, cái từ bi hết á. Không, nên mình là mình làm việc thiện thì trời báo đáp cho mình. Và thậm chí là Bùi Hồ cũng không phân biệt được là cái nghề nào so với cái nghề nào. Tại vì không làm thì không cuộc làm, sống làm cuộc gì mà sống. Đôi khi thì nó bắt buộc mình ở nghề nghiệp mà. Nó bắt buộc mình đến cái thời điểm mình đó. Mình không là làm vậy. Gạo đồ ăn. Đúng rồi. Tiền vậy đâu thì thật, cho mấy nhỏ đi học. Đúng rồi. Thật thì đến cái thời điểm bây giờ nè, anh với chị có thật tâm để mà chuyển nghề không? Có chứ. Mình có số vốn rồi, mình chỉ người khác chứ đâu có đi bắt ban đêm ban hôm rồi. Chị cũng sợ lắm chứ. Lỡ có bị gì sao. Như chị hay chóng mặt, nhức đầu nữa kia đó. Chị chán chán mặt mày á. Có bữa chị té rồi chị nằm đó luôn. Có ai đâu biết được. Chị đâu có điện thoại rồi điện cho người nhà. Có khi chị chóng mặt á, quay say sẩm mặt mày á. Chị hay tụt canxi đó. Rồi chị say sẩm mặt mày chị nằm đó rồi, ai đâu biết. Chừng nào chị tỉnh lại thì chị nằm đó rồi, chừng nào ấy thì chị đi về. Bắt khách nổi thì về. Chứ chị đâu bắt nữa. Em không biết là em hỏi anh với chị, nếu như một người đi bán hàng bông, một người đi như anh đi bán vé số thì nó có tiện hơn không? Bán vé số. Dạ. Bán vé số giờ. Vé số giờ bán quá. Ấy lắm cần. Bán gì cũng bán dập dìu, bán số lượng nhiều, bán mấy có ăn, chứ còn bán 100 ngàn, bán 100 tấm thì 100 vé thì lời đâu có nhiều đâu. Là khoảng 100 ngàn. À 100 ngàn, bây giờ mình chạy xe ông ba đi. Tốn xăng nữa đúng không? Tốn xăng. Tiền anh ăn sáng, anh đi tấu ngày, anh bán nữa. Nó hơi bấp bênh đúng không? Đúng rồi. Với lại sợ nó ôm lại nữa hơn. Ôm lại mình bán muốn hết, tiền không nói gì, đắp bán vô. Còn tiền đó anh đắp vô. Dạ. Thì không biết là anh với chị cần bao nhiêu số, mình cần số tiền là bao nhiêu để mình chuyển nghề? Chị cũng không biết nữa cần. Cái đó thì do nơi ăn thua anh quyết định thôi, chứ ở đây đâu có biết bao nhiêu.
thí dụ bây giờ nó nhiều quá thì cũng đâu có được cho người ta, cũng tội nghiệp cho người ta. Nó thì người ta cũng bằng cực khổ chứ đâu phải thôi, vừa vừa phải thôi, ta bằng cực khổ người ta mới có tiền dư, người ta mới hỗ trợ cho mình chứ đâu có phải mà đòi nhiều mà muốn cái gì được cái nấy. Thí dụ giờ anh em hỗ trợ nhiêu thì mình mừng được bao nhiêu đó, mình cũng cảm ơn ta. Trước đây chị đi bán hàng bông á, thì lúc đó thì mình cần nhiều vốn không? Rồi xe đẩy của mình còn không chị? Xe đẩy, tại vì cái xe đó là của anh của chị cho mượn. Cho mượn người gì thay vỏ hay bọng gì đó, mình đi bán. Chứ xe đồ đi. Cũng đâu có vốn liếng gì đâu. Thì mới đi hỏi tiền tháng, tiền góp rồi mới đi bán mà lỗ. Sao lỗ? Người ta căng cho mình dối gian quá à. Như mình mua trả cho người ta đúng mà người ta căng cho người ta vậy đó. Mà người ta bỏ ba cái đồ sâu xia vô cho mình á. Đúng rồi. Rồi mình mới mới lỗ vậy đó. Bán là nó cũng phải có kinh nghiệm. Đúng rồi. Tại chị khờ quá à, chị không biết. Rồi ra lần nữa rồi lỗ nữa thì sao? Không, chuyến này biết không rồi. Biết không rồi. Nhưng mà nếu như em hỏi thật ha. Nếu như mà không, cái này chừng nữa cho ảnh đi căng cho chị vay bán. Chứ chị không có đi bán nữa, chị không có căng. Tại vì ảnh biết chạy xe, ảnh đi căng chó ghẻ. Đúng rồi. Chị, tại vì chị chị không có lanh lợi bằng ảnh. Nếu như mà mình chuyển nghề đó, làm nghề đó thất bại thì sao? Anh chị không, không có thất bại đâu cưng. Chắc chắn luôn hả? Không có thất bại đâu. Mà em nói nếu như lỡ như nếu như vậy thì sao? Cũng gắng cố gắng, tại vì mình hứa người ta gắng, bỏ nghề rồi. Thì bỏ nghề không có tái diễn nữa. Dầu cho có lời lỗ hay thất bại gì không cần biết, mà bây giờ mình đã là hứa với người hứa ta, người ta bỏ nghề không có tái diễn nữa. Có ăn hay là không có ăn gì cũng ôm bụng mà chịu, chứ không lẽ giờ hứa rồi muốn giờ bỏ nghề rồi mà giờ không lẽ lỗ lã rồi, giờ không lẽ nghĩ cái đó rồi chuyển qua cái khác là ta coi cái gì. Nó đã mình quyết định mình hứa rồi, dầu cho năm ăn năm lời thua dính vô là lời danh chịu. Dự cưng. Lời hứa là lời danh dự á. Nghe anh chị nói vậy em cũng mừng, và em có nhận thấy được ra là sự thành tâm chuyển nghề của anh với chị là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sự cố gắng của anh chị, nếu như mà được hỗ trợ giúp đỡ để gắn bó với một cái nghề mới. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì cũng còn vài ngày nữa anh chị cũng phải đi khám bệnh, tái khám trở lại thì mới biết được là nó như thế nào, ổn định thì mình mới chuyển sang nghề mới được. Mà nếu như làm một cái nghề mới thì anh chị cũng cần phải có hai cái chiếc xe. Một cái chiếc xe để chị đẩy và một cái chiếc xe gắn máy mà đẩy ở đằng sau, đẩy tới cho trên cái chiếc xe đẩy, đúng không anh? Đúng không? Người ta hàng như vậy đúng không? Cái chuyện đó thì về cái chuyện chiếc xe á thì em sẽ nhờ thợ hàng để em trả tiền. Chuyện đó anh chị không cần lo. Mà quan trọng là cái vốn để mà mình lấy những cái hàng bông nè, những đồ gãy nè, mình bán thì nếu như được thì nó khoảng 10 triệu thì... Nhưng đầu tiên mình lấy ít thôi. Nhưng mà nếu như mà đóng chiếc xe xong hết cho anh chị, gửi cho anh chị thêm 10 triệu nữa để làm vốn thì nó có đủ không? Anh kìa. Anh Nam tự tính thử. Dạ, hai người 10 triệu đó ha. Thử. Có học hay là... Có nghĩa là xe đã có hết đúng, rồi đó. Đúng. Như 10 triệu người 5 triệu đó. Hai người 10 triệu chắc không đủ. Tại vì anh biết sao không? Hôm Tết năm rồi là bán bông cũng thu hoạch cũng được lắm. Không có xe mượn xe đẩy người ta đi về sửa sang tính lại là đi bán anh bông. Tính ở này đó là cũng gần Tết đúng không? Gần Tết thì cũng đâu tháng ngoài nữa, hết tới Noel thì đâu có bao lâu đâu, hết tới Tết rồi. Anh tính là lấy bông đó. Nếu mình lấy bông người ta là mình phải đặt cọc tiền. Vậy nữa chị ấy thì chị đi chở bông với ảnh đi bán. Hôm Tết rồi là bán cũng gần 400. Như chị vậy thì anh Nam ước tính nếu như mà mình cái vốn đó để mà có nghĩa là hàng ngày mình bán tiền ra tiền vô từ cái việc bán hàng bông đồ gãy. Vậy thì gần Tết nữa bán bông thì nó khoảng nhiêu tiền anh có thể cho em biết được? Nếu bông không á là có khoảng 10 triệu. Tại vì nó nhiều là bông cúc là bông nó mắc, còn bông nhận thọ thì nó không có nhiều.
cút là một cặp hình như nó tới 250. Đó, nó bán mình cặp vô 250. Thì bây giờ mình sẽ bán ra một cặp là 300. Nhớ. Thành ra mình mua người ta là mình phải đặt cọc người ta. Thí dụ giờ tôi lấy 300 cặp là anh phải đặt cọc người ta. Thí dụ 300 cặp nó 3 triệu, anh phải đưa người ta trước 2 triệu còn 1 triệu. Nó thí dụ là mình nói thí dụ vậy thôi. Có nghĩa là tiền bông không, nếu như Tết được khoảng khoảng 10 triệu rồi. Ý anh chị là anh còn muốn có một số vốn để xây sở để mà Tết còn bán đồng ra đồng vô nữa đúng không? Còn hàng ngày thì mình anh sẽ lấy dừa, lấy khóm, lấy thơm rồi đó anh bán. Còn chị thì sẽ bán một ít hàng bông đồ gãy rồi đó. Có nghĩa là mình sẽ chuyển từ cái nghề sát sinh sang mình nghề buôn bán lời nhỏ lẻ thôi. Để cho con của mình đi học. Đúng không? Cái đó là cái ước mơ của anh và chị là như vậy. Thì em có thể chắc chắn với anh chị là khoảng khoảng hơn 70% là sẽ hỗ trợ cho anh chị hai chiếc xe, và còn cái số tiền vốn để mà hỗ trợ cho anh chị đổi nghề á thì có thể hơn 10 triệu. Thì cái phần đó thì em sẽ gặp gỡ anh chị sau khi anh chị đi Sài Gòn về. Còn bây giờ thì công việc của mình mưu sinh thì mình không đi làm thì không có tối, mình không có đi bắt nhái nữa, mình không có đi đặt lưới nữa thì nó không có sống. Tại vì bây giờ mình thời gian sắp tới cũng còn vài ngày mình cũng phải mưu sinh với cái nghề này. Hôm qua thì chị bắt nhiều không? Bắt được nửa ký, ảnh bắt được nửa ký nữa. Nhái hả? Rồi chị mần luôn? Hai vợ chồng mần hết. Mấy giờ mình mần? Chở 7-8 giờ mặn là xong hết rồi. 7-8 giờ sáng hả? Xong hết là đi bán đó. Chị bán lẻ hả? Bán lẻ. Một ký bao nhiêu? Một ký có nhái hiện 100 ngàn, còn cóc thì 60. Thường là em không biết là một ký nhái thì nó nhiều con không? Nhiều. Khoảng bao nhiêu con hả chị hả? Không có đếm được. Khoảng 200 con không? Không biết nữa. Chị đâu có đếm giờ chị biết. Tại vì thấy nó nhiều lắm. Có nghĩa là hai người, hai vợ chồng cùng làm luôn. Thì tối đi bác đó. Bây giờ cái tâm trạng của chị như thế nào khi mà nghe nói có được sự hỗ trợ để mà chuyển nghề từ Mạnh Thường Quân? Chị cũng mừng lắm cưng. Mà hồi nào giờ mình đâu có số tiền lớn vậy đâu. Giờ có số tiền lớn thì mừng lắm. Cho ảnh cũng đỡ khổ phần nào. Cho ảnh nhẹ nhẹ lo chút. Đặng ảnh an tâm, đặng ảnh chữa bệnh luôn kia. Còn anh Nam, cái cảm xúc anh như thế nào? Thì đã mình quyết định rồi là phải làm theo giữ cái lời hứa mà để chờ cho đi khám bệnh về bác sĩ mới cho cái quyết định mình mới biết rồi mới có tính được chứ. Thì nó để trong giấy là để ngày 11 tháng 11 là đi ngoại tái khám. Nếu mà nó khám tổng quát ổn định thì nó cho nhập viện, là nó định ngày mổ. Đó. Còn mà khám là tổng quát mà trong mình mà có những đời rồi là coi như nó quẩn lên nữa, nó để thuốc cho uống nữa. Chứ đáng lý là mổ cũng cả tuần này đó, tại nó khám nó tim chưa có ổn định thành ra nó không dám mổ. Anh Nam làm với nghề cá rồi bắt nhái nó được bao nhiêu năm rồi? Nhái thì bác cũng 5-6 tháng nay. Thì còn cái nghề mà thả lưới đó là nối nghiệp ông già. Mà ông già, ông già ông chết rồi. Hai cha con thì cha ăn chiếc, con chiếc. Xuồng thì chữ thập đỏ người ta cho đó, thì mỗi người mỗi chiếc, thì cái việc bơi qua cồn để thả. Thời gian tới nghỉ thả lưới buồn không? Chắc cũng buồn mà, tại mình hứa rồi là đâu có trả lại được. Đã mình hứa bỏ ngày sang ngày khác rồi, mình hứa rồi đâu có trả lại được. Dù cho buồn cả nào buồn cũng phải chịu thôi chứ. Chẳng thà mình không hứa, hứa là phải đúng là hứa. Thí dụ giờ mình nói gạt người ta rồi mơ mốt người ta biết rồi mình ăn nói người ta sao? Thí dụ như vậy. Mà thưa với cô bác anh chị thôi thì cũng chiều rồi,
và chị cũng với anh cũng phải về dùng ăn cơm để mà nghỉ ngơi tí xíu, tối cũng phải đi ra ngoài đồng ở ngoài kia nè, cái đồng này nè, để anh với chị để mà bắt trái để mà mưu sinh. Chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng sẽ thường xuyên thăm lại hoàn cảnh của gia đình anh với chị cũng như là hai bé, và mong rằng khi mà anh chị chuyển nghề rồi đó thì cuộc sống của anh chị nó sẽ thay đổi nhiều hơn, và ít ra thì cái căn bệnh của anh nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn, và biết đâu đó cơ duyên nào đó mai chủ phước thầy á, thì anh có thể uống được một loại chịu với lại một loại thuốc nào đó mà anh có thể nhẹ nhàng tối ngủ được ngon hơn, thì cũng mong mọi thứ nó cũng đều có một cái duyên, cũng như là nó đều có một cái duyên số tiền định, đúng rồi, có sự chuyển nghề đồ nó cũng có sự sắp đặt hết, mong rằng là một phép màu nào đó cũng sẽ đến với anh và đến với gia đình của anh và chị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân ngày hôm nay, thì chắc có lẽ xin chân thành cảm ơn chị Annie ở Úc đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là cho Bùi Hồ biết thông tin này để mà hỗ trợ cho gia đình của anh và chị. Xin chào và hẹn gặp lại ha. Rồi em chào anh với chị ha. Dạ. Yeah.